Giờ đi đục hào mấy bạn ơi. Đâu coi đây 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 là mới khí thử xác kẹp á. Ấy giờ đủ đủ em đó nó kẹp rồi, nó coi hào nè các bạn. Ô con này mập ha, bự nè, bự bá luôn các bạn. Ở dưới sông nó nhỏ nhỏ không, dưới sáu mỏng gì đây mà bắt cá ngồi xuống đây đang quay ổng luôn. Bắt cá bắt con sông thiệt tình đó. Vậy bắt lên cái năm tivi coi nghe. Đây đây con hào đây bự không à, thấy à. Bít cái đầu rồi. Đâu, he. Con hào nữa không? Đâu, giờ lên đây. Ô, con hào quá bự. Cho ngoài em đặt đi. Ừ, để em đặt cho. Ừ. Chưa thấy rồi. Hôm nãy giờ ông đi vòng vòng, ông kiếm gì làm hoài mà không có làm á. Chút, dạ, ta đuổi ông ơi. Chút, vô thêm, lấy đồ không, ta bận. Chút đi ra biển giờ. Ừ, chút mình đi biển. Ra biển chơi thôi chứ đâu có quay. Kìa, con nhỏ này. Hồi sữa. Đắng mấy con bự chỗ bụt đá. Kiếm hào cho mấy này nè các bạn. Cái này nước nó hơi rút á. Phải không? Kìa kìa con đó kìa. Nó được đó. Ú á. Sống rồi. Kìa, hôm qua em lấy dao chặt đi. Chặt ô con hào chà bá luôn các bạn ơi. Đó. Phê luôn. Chừng này nhớ đi lên tới Sài Gòn đồ ăn con cho tiền cũng nổi. Dạ hả? Con mấy chục ngà á. Ừ. Hôm nữa mở hành hay thôi. Đã rồi. Tiếp tục hành trình nha các bạn. Mãi đằng đằng đó. Đỡ nhóc chứ. Tụi nhớ đi đã bỏ con nhỏ đi lên rồi. Trời đủ nó đi câu hên á, mày đi theo nó còn quạo mày nữa. Bị cái nhông nặng quá, nãy giờ dính có ba con. Tại còn nhỏ tôi câu đụng nó gị quá trời gị luôn, tôi gị lên tét mỏ luôn vậy. Ừ. Mày không biết mày gị tét hả? Thôi, thôi mình đi bắt cua biển sao? Đây nè, chỗ này nãy có mấy con. Nhìn vòng đây nè, trong mép bên đây nè, trong đó có một con. Nên hút đây nè. Tới hào rồi các bạn ơi. Quất. Tới sống chết không? Sống rồi. Sống. Sống thì chặt đấy. Chặt đấy. Im ha. Giờ là đây. Đâu? Trên làng quá đã nhiều lắm, hào tối thấy cũng nhiều lắm, về đu đu hào sữa cây 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 chà bá luôn kìa. Ồ con hào bự quá. Chưa chưa. Chưa kìa kìa, trong đó còn kìa. À, ở dưới có một bè đó kìa. Đó chỗ cái chỗ bể đó, thấy không? Ê nè nè, ta trái, ta trái. Ta trái đó, dưới đó chỗ cái bè hư đó. Ở dưới á thì nhìn đây, nhìn ta trái kìa. Đó, một bè nhìn thẳng vô cái bè hư đó. Đó, cái lỗ đó. Đó, ừ. Khó ăn ha, nó bám dữ ha. Ồ, bên đây quá trời luôn ơi, cái bụi bè bên đây quá trời con à. Kìa bên nó nhóc hết trơn luôn kìa.
nè, đẩy luôn á, dậy luôn cả trong đó nè, con nó chết. Chạy đi, chạy đi. Nhóc luôn á. À, ổng chết hết rồi. Con hái ổng là chết phải không ha? Ừ. Ồ, con này bự nè. Khó à. Lúc trước á, chạy thấy dưới mấy sòng trời quá trời luôn. Chết hết rồi. Chú này vui ha. Mà khó à mà. Tắt ra. Wow. À nha, chỗ này im à. Dạ. Yeah. Rồi. Còn đó nhóc luôn á. Chết hả? Chết. Ủa ha. Ủa sao nó chết hả? À. Ủa mà trời. Xin chào các bạn. Bữa nay cho ông những viên chính luôn. Dướng cây, dướng cây, dướng cây. Đã lái, đã lái. Đặt vậy rồi sao nó đeo nữa? Cũng mua nốt bọc khác. Ừ. Mời cải cải biết tới nè. Trong đó nhiều lắm á. Cạc bự không. Rồi lên xuống đi. Nhóc trong đó luôn á. Nó đục đục cái hết á. Ừ. Cái này hào này ở bên nó nuôi dưới cả. Ừ. Nuôi. Nuôi hào với nuôi mấy con trai phải không à? Hào không á. Hào. Có loại con trai người ta nuôi vừa lấy thịt vừa lấy ngọc đúng không? Trai là cái vùng này không có. Vùng này không có hả? Vùng biển trong đúng không? Vùng biển đâu. Phú Quốc, đồ này kia Đà Nẵng rồi ha. Nẵng chung luôn. Đây đâu có đâu. Trong một bè cũng khó chạy. Ừ. Cái có coi cái clip mà cái anh đó, anh làm kỹ sư công nghệ thông tin mà ổng ra ổng ổng nuôi trai lấy ngọc. Ừ. Mà ổng khắc luôn, đặc biệt là ổng khắc luôn á, ổng là độc quyền đó luôn á, hay thiệt, nó giàu luôn. Ổng nuôi kêu bằng là bao nhiêu công luôn á, bán đồ hết trơn là đầu tư một phát một hết. Thôi chừng ơi, cỡ đi về tích đứt tay đã quá các bạn ơi, nhóc cho luôn. Đây là không có cái lóc đâu bắt. Này chỉ có phát hào nữa thôi. Quay gần gần đây để cho vợ không thấy. Nữa về bấm bắt tivi cho bà xã rồi coi được. Wow, đóng nữa. Bập bè nó đeo dữ lắm ha, đó anh chạy mấy sông thấy quá trời luôn. Ủa đó có ai ăn cái này đâu giờ. Người đã được nó hiếm. Giờ kiếm không ra ha. Bây giờ lúc đi đục trộm nữa. Mấy cái gì? Trời ơi, mũi chích nè. Quay ra bớt. Tái một cái này gạch không luôn. Gạch như gạch cua vậy. Gạch cua nè. Nó đẩy ngang cổ ngứa ngứa nè.
Đấy, nó ngứa là nó nò rồi. Đấy, khái máu không. Ở mình thì đi cắm câu đồ này kia thì bị dắt đeo, xuống đây thì bị mũi nó thui. Quá trời nha. Thu hoạch, thu hoạch. Oh. Hai nhỏ. Để lại đi về lên mình tách sao? Bé lắm luôn. Còn con nhỏ thì hào sữa kìa. Dính dính đó đó. Nào phải bự gì đó ha. Đứng một chỗ mình thu hoạch nè các bạn ơi. Ở dưới sông đâu có bự dữ vậy. À cái này là mình bự lắm à. Vậy đó mà nhưng mà ở dưới đất đúng không? Dưới đàn á. Dưới đàn sát dưới luôn ha. Ừ, đóng đàn, đóng đàn. Mà phải lặn xuống đục mới được phải không? Quá à các bạn ơi. Quá mình trời. Đứng một chỗ mình thu hoạch quá trời luôn. Quá phê. Rồi, bự lát tới. Xuống đi. Tụi bè nó lấy cái quần. Tụi bè nó lấy cái quần. Ở đây có. Về cả mau là thấy thương chết em liền. Rồi nó chết hả? Nhỏ quá ăn vậy ha. Cái này Hào này đem về ngoài, bả ngoài là mấy bả chết chứ mình. Yeah. Chết chứ mình này không. Rồi về không cho mấy bả ăn nha, ăn mới gượt mình à. Mình chết lại à. Phải không anh Tùng? Về ngoài mà đem cho mấy bả ăn mấy bả gượt mình à. Đó mình nó còn còn. Kìa con tổ cha luôn kìa. Con nào đến thấy vậy nó cứ ớt phơi phơi vậy nó ngon hơn hồi đó. Vậy đó hả? Hào lá nghe nó ăn nó có mùi hôi hôi cây phải không? Nó hôi chát. À. Hồi ra đục hào đóng đan đi. Ôi đủ ai lặn đâu luôn. Lặn gì chứ chỗ đan. Mấy con ở trên á. Để nó cũng chết à. Chết. Ừ. Con chút lấy cái đục, cái đục. Kệ đi. Để em bỏ uổng. Ấy dạ 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 dạ. Cái đó dân người ta. Cái gì? Lặn đục trong này đục trên mà miệng cống rồi, giọng. Tôi đục cho. Con. Đu hai con luôn hả? Hai con. Trời ơi nó đu kìa, cặp quanh luôn. Cặp quanh mà con ơi. Bạn ơi. Cái này cũng như cái cặp kia vậy đó các bạn. Cái này cái cũng như là cái cặp kia gì đó. Mình nói cái cặp kia thì các bạn suy nghĩ à. Quay đầu lại, quay lại, quay ở sau á. Ở sau á. Ừ. Đây đây đây. Cái đó là mình nói cặp kia các bạn suy nghĩ nha. Cái cặp kia ghê rồi. Này lấy như lấy ông mặt nha coi kìa. Ừ. Nó có cái như ông gùi á, như cục mặt vậy ha, đóng cái gan. Còn cái này thì không phải cái cặp kia, cái này cái cũng cái ấy nữa. Cũ kia. Ấy không. Tao nói vậy chứ chưa nói ra mà. Tao kêu các bạn suy nghĩ lên. Bậy không vậy này. Không có được. Mấy con nhỏ nhỏ. Đi cái gì kìa ha. Đu một con cua. Rồi, đâu? Vô tình, vô con cua các bạn ơi. Cua mềm xè trắng tươi, xanh lè. Đó, đâu đâu. Ồ, thấy không ăn cua biển nha. Cặp sóc. Hào đá chắc nó nặng hơn hào này ha. Ừ. Đá nó dính đá nè. Đục bong. Nãy giờ được nhiêu nè các bạn? Nhiều khi đục rồi nó văng cái thịt ra luôn. Phê luôn. Đục nó bể văng cái thịt ra luôn. Xỉu luôn các bạn ơi. Về mới bả chết với mình rồi. Con chim cu đó. Quá dữ luôn. Quá trời hào luôn các bạn ơi. Wow. Chơi cầm nguyên một bè lên chụp hình luôn. Hết biết luôn rồi, một đống hào luôn các bạn. Con sò nãy cái một bè đó không biết nhiêu con hào. Quá trời. Chết
Tôi biết anh bông đó đó này. Ờ, cũng quá quán hết. Mới thả hả gì? Thả nhiều đó, nó bự rồi đó. Quá quán hết, còn sót một chút nữa. Trong hồ mò thử dính không? Không có. Còn chút đỉnh. Quá trời hào à. Bà bè. Còn trước mình đục hồi ra luôn. Quá trời hào. Chết lắc rồi, chết rồi. À, bự quá các bạn. Bởi vậy mình thấy sao? Bởi vậy mình thấy cái. Bởi vậy mình thấy trên bờ cái giỏ bự quá bự ha. Nó lớn nữa các bạn, bự lắm. Còn bàn tay. Giờ mò sâu huyết các bạn ơi. Mò không? Ngứa tay rồi. Không ơi, em ngứa tay rồi. Đóng xích đắng. Cặp đắng chút nha, làm em sát vô. Cặp sát. Cặp cái cây ở ngoài nha. Nó có ra ngoài không? Không ra đâu. Mà nó mò sâu huyết các bạn. Mình vô mình hốt thôi chứ đâu có mình sâu quý em nuôi trong đây nè các bạn. Trời ơi. Bự không? Ghiền lắm mà Thánh, ghiền. Dính nó sợ. Sâu không anh? Sò hay lắm á, ngoài em đập xuống một sò hay lắm. Xanh dữ không? Sâu dữ không? Thật ý nó nằm ở trên không á? Nằm trên mà. Kìa thử biết nè các bạn. Đó, đâu đưa lên cây. Đâu rồi? Cái mọn chút. Vô đi. Vậy vậy. Mò 5 phút thôi. Ừ, mò. Mò cho bà con người ta biết cái cảnh mò sầu huyết đồ. Ai biết hết trơn. Như ở đây coi clip ngã năm coi clip Cà Mau vậy đó. Đó bạn thấy mò sầu huyết chưa bạn? Đó, con nó bự à. Đó. Thu hoạch sầu huyết nha. Bộ người bán mấy chục ký. Bán cho ăn sò con. Ăn không nửa năm. Mở ngoài đi, tôi mở đây chứ. Có gì mà. Trời ơi, mở ở đây phải. Mở trong mé này nè. Sò con. Đây đây đây. Ừ. Đó đâu cặp cặp. Mò trên xuồng mà cũng vẫn mò dính đó các bạn. Ngõ mình hay vô mình hốt thì hốt khúc mấy cái gì. Nó nằm trong mé không hả anh? Ừ. Vô mà ư không. Em không quay làm dưới mò em chơi luôn. Cũng phái mấy vụ này lắm. Trời ơi, nước như này. Dạ. Mình đó. Đi chơi mà. Bà con nhiều quá à. Ừ. Nó hỏng cái cào vậy, nó dục vô cái ba nghĩ. Trời. Cô biển nè. Chừng nó kẹp ở đâu quá. Nào, sao con nè. Con. Rồi con là con sò.
Cái vùng này có gẹm không ha? Gẹm cái này ít rồi. Đúng không? Mà có đúng không? Gẹm phái ăn gẹm, gẹm nướng không? Gẹm hả? Gẹm. Trời ơi trời, ăn thấy món gà chết luôn. Đúng hả? Gạch quá hả? Ừ. Gẹm gạch dữ lắm. Hồi đó ở ngã năm mình có đó đủ vậy, sổ đủ bỏ không? Đâu thì biết đâu đem ra thu hoạch nhiêu rồi. Nãy nó lọt ở trong cái đấy nữa. Bơi vô nè, bơi vô đục mớ hào nữa đi. Nè, tàu quýt này các bạn ơi, bự ha. Ừ. Tàu quýt này 1 kg 120 á. Quýt cá đó đó. Con bự 1 kg 200 mấy á. Dữ vậy hả, tàu quýt mò như mấy con trên bờ. Đây, vô đường này. Dạ. Đường này không có đường ra. Giờ kiếm xong. Không ra ngoài, phải ra ngoài, đợt rồi, ở ngoài mà anh ơi. Có đất lại kìa. Đất còn tính đây nè. Cháng dùng đợt một bao cua này. Tàu quýt này mình thả sòi con nhiều không anh? Đợt đó thả 10 mấy ký, nhập đó cũng trong ngoài chứ. Dạ, 10 mấy ký hả? 10 mấy ký rồi nó nó lẹ đó lớn không? Rồi. Lớn lẹ không? Thả nó chắc cũng ở 6 tháng đó, nửa năm. Ừ. Bây giờ vô nha các bạn ơi. À. Tôi đi cắm rồi tôi đi vô tôi đục hào. Rồi tôi lấy lưới tôi văng luôn. Ừ. Đó nó bò bò cho nó thấy không? Đâu con gì? Cái đó con cá bông sao, con bự nó bò vô hang bự trên đó đó. Này con này cá bông sao nè phải không? Đó cái hang bự đó mới cá bông sao. Đó đó đó, đồ nhí chung xuống rồi. Ừ. Bự lắm hả? Ừ. Bự cỡ của hẩm không? Cỡ luôn, bự hơn nữa. Bự hơn nữa hả? Vài hồi sống sót đi. Đào lên bới hàng lên. Sợ đào hả? Đất mềm mà. We'll be right back.